Tôi muốn nghe chia sẻ từ các anh chị nhân vật nào mà nhắc tới đàn trong, nhắc tới miền Nam, công lao lớn nhất mà chúng ta phải nhắc tới là nhân vật nào? Tôi chờ câu trả lời các anh chị. Tôi xin phép uống nước các anh chị. Thầy Hải Phân Trần nói là Nguyễn Hữu Cảnh hả? Bạn Tường Cát nói chú Nguyễn. Chú Nguyễn, gần đúng rồi. Một câu trả lời nữa đi các anh chị. Bạn Hải Đăng nói là Đào Duy Từ. Bạn Loan Trần nói Nguyễn Ánh. Các anh chị nhắc tới miền Nam, nhắc tới đàn trong, công lao lớn nhất mà chúng ta không thể nào, chúng ta không có trách nhiệm, chúng ta không thể, chúng ta có trách nhiệm không được quên công lao của chúa Nguyễn Hoàng. Tôi biết rất nhiều anh chị chỉ nghe tên ông này thôi chứ không biết cụ thể ông này là ai luôn. Đừng có nói chi những thông tin cụ thể của ổng thì thua rồi, đúng không anh chị? Bạn xe bỏ nó Nguyễn Huệ không phải đâu nha, bạn xe bỏ. Nguyễn Huệ thậm chí các anh chị, công thì ít mà tội thì nhiều đối với đàn trong, đối với Việt Nam luôn. Hôm nào chúng ta khoảng độ ngày mùng năm Tết có một cái dịp, năm nào chính quyền Việt Nam cũng làm kỷ niệm ngày mùng năm Tết, trận đống đa lớn đó, chúng ta quay lại một like tôi nói riêng về Nguyễn Huệ Quang Trung nha anh chị. Quay trở lại nhân vật chú Nguyễn Hoàng. Anh chị biết chú Nguyễn Hoàng thì thời vua Lê ở Thăng Long á, là bị chúa Trịnh rồi bị Mạc Phủ, chú Mạc là xâu xé quyền lực á. Thì vua Lê là bị coi như là bị bù nhìn, ngồi đó chơi vậy thôi, rồi chơi xe nước, chúa Trịnh thâu tóm hết mọi quyền lực. Nguyễn Hoàng, các anh chị biết siêu thị điện máy Nguyễn Kim thì họ lấy cái tên Nguyễn Kim á, là một trong những ông tướng rất là tài giỏi. Thì ổng là ông già vợ của ông chúa Trịnh Kiểm, thì Nguyễn Hoàng con của Nguyễn Kim là em vợ của ông chúa Trịnh Kiểm, là người rất độc ác. Do nhà Trịnh đó là bắt đầu thâu tóm quyền lực và sợ cái sức mạnh của Nguyễn Kim, tại vì ông tướng mà có quân đó, thì là họ thanh trừng cái tướng Nguyễn Kim đó, thì ông Nguyễn Hoàng sợ quá. Ổng không thể nào sống được với cái lối giống hệt như Trung Quốc, đó là chém giết lẫn nhau để tranh giành quyền lực, mà bế môn tỏ cản, bắt những người dân cùng khổ làm lụng để thu xu thế để nuôi bọn vua chúa ăn mặc thay. Thì Nguyễn Hoàng và những người có tư tưởng gần giống như ổng không thể nào sống được trong cái không khí đó. Các anh chị biết luôn luôn chúng ta có những người như vậy, có những người họ không chỉ yêu tự do cho mình mà họ yêu tự do cho người khác, họ nhìn thấy cảnh đó họ sống được. Thành ra là ổng mới dân sớ xin đi biệt xứ bỏ đàn ngoài vào để khai khẩn đàn trong, và cam kết là mãi mãi ở lại đàn trong, không bao giờ về đàn ngoài. Thì đàn trong mỗi một năm sẽ cống nạp vật phẩm mà mình khai phá được, tưởng chứng thôi chứ cũng không nhiều lắm đâu, cái gì cống nạp về cho đàn ngoài để chứng tỏ là em mặc dù em có đi nhưng em vẫn không phản lại, không chung, vẫn tiếp tục trung thành, không phản, không đánh phá đàng ngoài, để yên cho ngôi vị chúa Trịnh, chúa Mạc, vua Lê gì được không mấy ông sâu xé với nhau. Tụi tôi về, tụi tôi lo đàng trong của tụi tôi, kiếm được cái gì ăn cái nấy, đói chết cãi không cần quan tâm nữa. Thì chính vì thời điểm đó, từ năm 1558 các anh chị, thì chúa Nguyễn Hoàng mới vượt đèo ngang đi vào vùng đất Quảng Bình, đi thì từ Quảng Bình dài xuống tới mũi Cà Mau, bây giờ chúng ta gọi là đàn trong hay miền Nam đó, thì bầu đàn thê tử và những người yêu tự do mới đi theo chúa Nguyễn Hoàng vào khai phá cái vùng đất Quan Du. Thì các anh chị biết từ năm 1558 đến 1945 là gần 500 năm đó các anh chị, không anh chị, gần 500 năm trời. Nó là triều đại nhà Nguyễn của đàn trong.
Tới năm 45 tại sao là người ta coi là triều đại nhà Nguyễn chấm dứt? Tại vì năm 45 thì bị tụi cộng sản ép vua Bảo Đại thối vị, thì người ta coi như thời điểm đó là nhà Nguyễn, vua Bảo Đại là vua cuối cùng của triều Nguyễn, thối vị là kết thúc, không còn triều Nguyễn nữa. Gần 500 năm một triều đại tồn tại như vậy, các anh chị, không phải đơn giản trên thế giới này đâu. Không có nhiều quốc gia có một triều đại tồn tại lâu như vậy đâu các anh chị. Suốt gần 5 thế kỷ. Một cái vài tỉnh miền Trung, nhỏ như vậy thôi. Từ chú Nguyễn Hoàng và những người yêu tự do vào miền Nam. Chúng ta có một vài đất mở rộng cho tới mũi Cà Mau bây giờ, cho tới vịnh Thái Lan, tới Hà Tiên, Phú Quốc. Dùng biển mang tên là Vịnh Simla, bây giờ tên quốc tế là Vịnh Thái Lan, nó thuộc Việt Nam chúng ta. Thì các anh chị biết là sự ảnh hưởng của chú Nguyễn lớn như thế nào. Rồi chúng ta bắt đầu là chúng ta giỏi đi biển, giỏi đi thuyền mà chúng ta mới khẳng định chủ quyền ở Biển Đông. Thậm chí các anh chị mà coi bản đồ Hoàng Sa với Trường Sa, Trường Sa nằm sát Philippines, nằm sát Malaysia với Indonesia mà nó thuộc nhà Nguyễn. Chưa bao giờ nó thuộc Malaysia, Indonesia và Philippines. Chưa bao giờ. Cho tới khi Cộng sản đặt chân lên Việt Nam thì nó mới mất dần vào các nước khác. Thì các anh chị, một cái dải đất lớn như vậy, dải biển lớn như vậy, nó do công của chú Nguyễn Hoàng mà ra. Do tinh thần yêu tự do của những người đi theo chú Nguyễn Hoàng mà ra. Dĩ nhiên là không chỉ chú Nguyễn Hoàng, ổng là người đặt viên gạch đầu tiên. Suốt chiều dài lịch sử thì đàn trong có nhiều đời vua chúa luôn các anh chị. Suốt gần 500 năm mà. Đúng không các anh chị? Như vậy thì đàn trong của chúng ta đã trải qua bao nhiêu đời chúa và bao nhiêu đời vua. Vì sao người ta gọi là chúa và vua hả các anh chị? Đàn trong đã trải qua bao nhiêu đời chúa, đã trải qua bao nhiêu đời vua? Ở đây có anh chị nào biết chia sẻ không ạ? Mình chia sẻ cùng nhau đi các anh chị. Chúng ta là con dân nước Nam, chúng ta sống trong một dải đất giàu có, tươi đẹp, trù phú và thanh bình. Bỏ qua cái triều đại thời Cộng sản này nó tàn mạc quá, chúng ta bỏ đi. Chúng ta được sống trong một cái dải đất mà vốn hồi xưa nó giàu có và tươi đẹp. Chúng ta phải biết tiền nhân của chúng ta là những ai chứ. Bạn Hay Gia Tô nói là chín chúa, 13 vua. Chín chúa, 13 vua. Phải không các anh chị? Anh Nhân Võ nói là 10 chúa và 13 vua. Đoàn Anh. Triều Nguyễn tồn tại 150 năm và có công tìm ra Hoàng Trường Sa có phải không quý? Nếu tính ra không phải là 150 năm mà phải là gần 500 năm á anh Đoàn Anh. Thì câu trả lời chúng ta miền Nam đàn trong chúng ta có 10 chúa, 13 vua. Thường sách sử người ta kể 9 chúa tại vì tới đời Nguyễn Ánh á thì người ta kể ông là vua rồi. Tới đời Nguyễn Ánh là người thống nhất giang sơn Việt Nam liền một cõi, đất nước Việt Nam, bản đồ Việt Nam lớn nhất, trù phú nhất, giàu mạnh nhất và vị thế của Việt Nam mạnh mẽ nhất trên trường quốc tế là ở thời Nguyễn Ánh Gia Long. Người ta nghĩ ông là vua nhưng mà thật ra các anh chị biết khi mà Quang Trung giết các chúa đó, đạo mồ cốt mã các vị chúa, tiêu diệt đàn trong, tiêu diệt dấu tích của các chúa mà khai khẩn đàn trong đó, thì Nguyễn Ánh là người còn sót lại của các chúa Nguyễn là hậu vệ, thì lúc đó Nguyễn Ánh được gọi là ấu chúa Nguyễn Phúc Ánh, chúa Nguyễn Phúc Ánh, thì ổng cũng là một chúa. Sau này ổng lên vua. Đấy các anh chị. Là chính thức chúng ta mới có 10 chúa, 13 vua. 10 đời chúa thì tồn tại hơn 200 năm. Hơn 200 năm đấy các anh chị. Trong đó có, tức là cận tới cái đời mà của Nguyễn Ánh á, thì chúa Nguyễn Phúc Chu. Chú Nguyễn Phúc Chu á, là thời đó là cái thời điểm gọi là giao thương với phương Tây á, là đàn trong của chúng ta phát triển rất là mạnh mẽ, rất là cường thịnh. Các anh chị biết cảng Hội An. Cảng Hội An là một thương cảng quốc tế. Có thể nói là nó là một trong những thương cảng quốc tế sớm nhất của Đông Nam Á. Cảng Hội An á.
chỉ dấu của nó bây giờ các anh chị đi Hội An vẫn còn mà, không? Người Tây Phương nè, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, người Anh, người Pháp, người Ý, người Hà Lan, người Mỹ, người Nhật đều có dấu tích buôn bán ở đó hết. Kể cả bọn Tàu Khựa dĩ nhiên à, người Ấn đâu cũng có buôn bán ở cả Hội An. Rồi Sài Gòn Gia Định là sau này phát triển sau, rồi Mỹ Tho, Cù Lao Phố ở Biên Hòa, rồi Trấn Hà Tiên ở Kiên Giang, vân vân, là đều là những cảng quốc tế sớm nhất của Việt Nam. Chứ bao giờ đằng ngoài có cảng quốc tế nào, chứ bao giờ các anh chị, toàn là theo bọn trung cẩu tạp chủng là bế môn tỏ cảng hết. Không có chơi với ai, chơi đóng cửa để kiếm ăn bằng cách là đài đọ những cái tầng lớp dân nghèo khổ, bắt họ làm lụng để bóc lột họ, để nuôi nấng những tầng lớp quý tộc, những tầng lớp vua chúa. Họ kiếm ăn bằng cách gì đó. Thì bây giờ cộng sản cũng y vậy thôi, nó giống hệt hay nó khác gì đâu. Nó là một cái kiểu phong kiến mọi rợ thôi. Thì cộng sản là phong kiến mọi rợ kiểu mới, đàng ngoài là kiểu phong kiến mọi rợ kiểu cũ. Nhưng mà đàng trong họ mở cửa, họ giao thương, các chúa mở cửa giao thương. Các anh chị biết có những thời điểm là các tàu chiến của bọn Tây Ban Nha với Bồ Đào Nha, thời điểm nó đi chiếm hữu thuộc địa, nó đi tán loạn như này các anh chị, thì nó cũng muốn đi xuống Đông Nam Á để nó đánh Indo, nó đánh Malay, nó đánh những các đảo để nó chiếm hữu thuộc địa các anh chị. Bọn Anh cũng vậy thôi, bọn Pháp thì đó cũng vậy. Thì các nước đó họ hùng mạnh, họ muốn đi khai sáng, họ muốn đi đặt sự ảnh hưởng của mình, đi khai thác sản vật đem về cho quê hương của mình. Thì những tàu chiến của Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha mà đi ngang biển Đông mà bị sóng to gió lớn hay gì cập vô các đảo, thì chúa đàn trong của mình nó là chỉ huy quân, trực tiếp chỉ huy quân qua đánh đuổi tàu. Nó có thể qua biến Indonesia, Malaysia thành thuộc địa của nó, biến Philippines thành thuộc địa của nó, nhưng mà nó không thể nào biến đàn trong thành thuộc địa của nó được. Rõ ràng đúng không các anh chị? Chúng ta chỉ thành thuộc địa của Pháp bởi vì một cái sai lầm lịch sử rất là đau thương. Khi mà vua Gia Long chết, tức là mãi sau này, vua Gia Long chết, truyền ngôi, thay vì truyền ngôi cho hoàng tử Cảnh là người Tây học, là người theo Kitô giáo Tây học, thì ổng lại cái bọn xàm thần của triều Nguyễn mà thân Trung Quốc á, nó lúc đó ổng già yếu rồi, ổng đâu còn minh mẫn nữa, nó cầm tay ký truyền ngôi cho ông Minh Mạng là cái ông nho học theo Trung Quốc. Thì cái bọn xàm thần nho học á, nó rất là ghét những cái quan chức triều thần mà Tây học. Thì chúng ta sai lầm ở ngay cái thời điểm đó mà chúng ta tiến về phía Trung Quốc, chúng ta xa cái dân minh phương Tây ra, thì bắt đầu tiến tới là Minh Mạng, Thiệu Trị, Tử Đức, là chúng ta giết những ông cha truyền giáo, giết những người Kitô giáo. Không có quốc gia nào trên thế giới này mà giết tới 110 mấy vị thánh của Kitô giáo như Việt Nam, khủng khiếp. Israel giết Chúa, họ bị tan nát đất nước, họ mất hết, họ mới vừa lập quốc gần đây, mới vừa lấy lại được Jerusalem gần đây thôi. Còn dân tộc của chúng ta giết tới 110 mấy vị thánh khủng khiếp, không có nơi nào như Việt Nam, là tại theo cái bọn cẩu tạp chủng Trung Quốc mà ra. Thì sai lầm lịch sử đó nó khiến cho chúng ta mâu thuẫn với người Pháp. Thì cho đến đời Tự Đức thì người Pháp mới quyết định là đánh chúng ta. Đánh chúng ta. Thì chúng ta mới rơi vào tay người Pháp. Chứ trước đó chúng ta là một trong những quốc gia hùng mạnh của Đông Nam Á. Chúng ta chẳng là thuộc địa của ai, trong khi các quốc gia khác bị đánh hết à. Bị đánh chiếm hết à. Thì các anh chị thấy công trạng và sự hiển thánh của tổ tiên chúng ta là họ phát triển, họ đi trước, họ đặt nền móng mạnh mẽ như vậy, đáng tự hào như vậy đó các anh chị. Đánh chúng ta thì chúng ta mới rơi vào tay người Pháp. Chứ trước đó chúng ta là một trong những quốc gia hùng mạnh của Đông Nam Á. Chúng ta chẳng là thuộc địa của ai, trong khi các quốc gia khác bị đánh hết à, bị đánh chiếm hết à. Thì các anh chị thấy công trạng và sự hiển thánh của tổ tiên chúng ta là họ phát triển, họ đi trước, họ đặt nền móng mạnh mẽ như vậy, đáng tự hào như vậy đó các anh chị. Quay trở lại cái thời điểm sau 10 vị chúa, thì chúng ta tới đời 13 vị vua. Thì cái người mà là vua đầu tiên của nhà Nguyễn là vua Gia Long, tức là Nguyễn Ánh, hay còn gọi là Nguyễn Phúc Ánh. Thì ông gọi là ông cao tổ Gia Long hoàng đế. Đất nước của chúng ta lúc đó, các anh chị biết cái loạn Quang Trung nổi dậy, thì các anh chị biết là Nguyễn Huệ, Nguyễn Nhạc và Nguyễn Lữ, ba anh em nổi dậy, dân Thanh Hóa. Dân đó thì các anh chị biết rồi.
nổi dậy, nhân danh là bảo vệ nhà Lê. Nhưng mà cuối cùng rồi đánh giết vua Lê luôn. Rồi gọi là giết tất cả những ai đối địch với mình, giết hết những người nào đối nghịch với mình, giết hết luôn. Dụ dân đi theo mình để bảo vệ nhà Lê. Tại vì á, các anh chị biết Trịnh với Mạc nó quậy quá. Bảo vệ nhà Lê rồi cuối cùng chia đất nước ra làm ba miền, Nam Trung Bắc, ba anh em lên làm ba ông vua. Và cái đau đớn nhất của lịch sử dân tộc của chúng ta là chính vì chỗ ba anh em họ, các anh chị biết sau khi dẹp được nhà Lê, nhà Trịnh và nhà Mạc rồi, họ không thể nào chia quyền lực được. Thành ra họ phải đánh chiếm luôn miền Nam ở Đàn Trong, mà Đàn Trong không có liên quan gì tới cái cuộc mà Trịnh Nguyễn phân chia, cái cuộc mà Trịnh Mạc mà chiếm quyền của nhà Lê ở miền Bắc, không liên quan với đàng ngoài. Nhưng mà nó giàu có quá, nó cường thịnh quá, thành ra là ba anh em Quang Trung Nguyễn Huệ là mới chiếm luôn Đàn Trong để chia đất ra ba thằng làm ba ông vua. Thì lúc đó Nguyễn Ánh chỉ mới mười mấy tuổi thôi các anh chị, mới 13-14 tuổi thôi. Cả gia đình, các đời chú Nguyễn dày công mở cõi, biến Đàn Trong trở thành một quốc gia hùng mạnh như nãy giờ chúng ta nói, là bị giết sạch, bị tiêu diệt, bị đào mồ cốt mã, tất cả thành quách, tất cả công trình kiến trúc văn hóa gì của chính đời chú Nguyễn, các anh chị bây giờ các anh chị còn thấy công trình nào còn tồn tại không? Thậm chí chú Nguyễn Hoàng, các anh chị cũng không có một cái sử liệu nào về chú Nguyễn Hoàng. Phải không các anh chị? Rồi 10 vị chúa, 9 vị chúa với ông Nguyễn Ánh là 10 vị chúa như vậy. Thì các anh chị thấy sử liệu gì về các vị chúa đâu? Từng ông một đã làm gì? Thành quách của mấy ổng đâu? Cung điện đâu? Rồi là... trường đâu, rồi đình chùa miễu đồ đâu, các anh chị có thấy không? Có tại sao một cái quốc gia Đàn Trong là một cái quốc gia hùng mạnh như vậy, vị thế mạnh mẽ như vậy, chúng ta có thể nói là số 1 Đông Nam Á thời đó luôn, mà không có còn dấu tích gì hết? Đó là công trạng của ba anh em nhà Quan Trung Nguyễn Huệ đó các anh chị, đốt sạch phá sạch ý chân cộng sản không khác chút nào, mồ mả cũng cuốc sạch lên luôn. Không để cho dân Đàn Trong tự hào về ông bà tổ tiên của mình. Không để cho dân Đàn Trong được quyền biết sự thật lịch sử. Họ đốt luôn sách vở, đốt hết. Tuy nhiên sau đó họ mặc dù họ truy lùng, nhưng họ không giết được Nguyễn Ánh. Mặc dù Nguyễn Ánh lúc đó mới mười mấy tuổi rồi. Quang Trung Nguyễn Huệ không giết được Nguyễn Ánh. Tại vì người dân miền Nam mặc dù hiền lành, nhưng họ vốn dĩ biết cái gì đúng, cái gì sai. Biết cái gì là thật, cái gì là giả. Cũng giống như dân miền Nam bây giờ biết bộ mặt thật của bộ tụi mọi rợ cộng sản là gì đó, bây giờ biết rồi đó. Họ mặc dù hiền lành, các chị nhìn thấy có thể họ hiền lành, nhưng họ biết chứ họ không nói, nhưng mà họ biết. Thành ra họ hết người này tới người khác, hết tỉnh này tới tỉnh khác, hết vùng này tới vùng khác, họ bao che, họ che giấu, họ nuôi chứa bầu đòn thê tử của chú Nguyễn Ánh. Cuối cùng chú Nguyễn Ánh bằng các mối quan hệ ngày xưa của các chú Nguyễn, tức là đời cha mình rồi đời ông mình, dày công mấy trăm năm, cái gì hơn 200 năm, các mối quan hệ đó với người Xiêm, người Ai Lao, người Cao Miên và người Tây Dương, các mối quan hệ đó là mối quan hệ rất tốt đẹp, vừa buôn bán vừa giao thương vừa đồng minh, thậm chí chúng ta là nước kẹo trên của các nước khác nữa. Thì ông Nguyễn Ánh ông mới dựa vào các mối quan hệ này, ông mới dựa vào binh lực, súng ống đạn dược của các quốc gia mà từng là đồng minh của nhà Nguyễn Đàn Trong này, và dựa vào lòng dân. Các chị nên nhớ nha, lòng dân miền Nam Đàn Trong luôn yêu mến nhà Nguyễn. Nhà Nguyễn cho người dân tự do mà, thành ra họ hỗ trợ cho Nguyễn Ánh phục quốc. Cuối cùng như chúng ta đã biết đó, dưới thời vua Gia Long Nguyễn Ánh, nước chúng ta tên là Nam Việt, tức là tổ tiên chúng ta như nãy tôi nói là Nam Việt nha các anh chị. Đừng có lộn thành Lạc Việt, thành Âu Việt. Chúng ta có một phần huyết thống tổ tiên của Lạc Việt và Âu Việt, nhưng đó là phần nhỏ. Phần chính là Nam Việt tộc. Chúng ta là Nam Việt tộc nha các anh chị. Nam Việt tộc chúng ta đồng hóa và thâu tóm Lạc Việt và Âu Việt để thành Việt Nam bây giờ. Bọn cộng sản nó bôi xóa lịch sử, những thằng sử gia điếm thúi, nó biến chúng ta thờ những cái thằng lộn tổ rồi, chúng ta thờ lộn tổ rồi, con cháu thờ lộn tổ thành ra nghiệp báo đại đầu.
À, quay trở lại, đất nước Nam Việt thời vua Gia Long Nguyễn Ánh là thời kỳ mà chúng ta giàu có và thịnh vượng nhất. Xin lỗi các anh chị. Là giai đoạn mà đất nước của chúng ta một dải kéo dài từ Ải Nam Quan tới mũi Cà Mau. Chúng ta có cả Vịnh Thái Lan của Hà Tiên, chúng ta có Biển Đông, Trường Sa và Hoàng Sa hoàn toàn nguyên vẹn. Và chúng ta có Trấn Tây Thành, tức là thủ đô Phnom Penh của Campuchia bây giờ, là đất của miền Nam chúng ta, là đất của Việt, của Nam Việt Quốc chúng ta. À, sau này bọn Pháp nó chiếm Việt Nam xong rồi, trước khi nó rút đi, nó cắt cái phần đó nó giao cho Campuchia, thì bây giờ cái chỗ đó thành thành thủ đô của Campuchia luôn. Chứ thật ra trước đó là đất của vua Nguyễn Ánh, đất của chúng ta. Mà chính vì vậy các anh chị thấy không có một ông chính trị gia nào, không có một ông vua, ông chúa nào cho tới thời điểm này mà tạo thành một cái cương thổ lớn mạnh như vua Gia Long Nguyễn Ánh. Tuy nhiên bây giờ con cháu gần như không nhớ gì tới ổng, không có biết gì về công trạng đó. Những ngày Tết thiêng liêng này, người ta có thể cúng ông Quan Công, người ta có thể mua trái cây nhang đèn để cúng ông Quan Công. Ông Quan Công là ông tướng cùi bắp sát mía của Trung Quốc. Tôi gọi là tướng cùi bắp sát mía, tướng thua trận. Người ta có thể Tết người ta cúng ông Quan Công mà người ta không cúng ông Gia Long Nguyễn Ánh, một cái ông vua mở đất. Phải không các anh chị? Các chị thấy dân tộc như vậy thì chúng ta sống không có trước có sau, chúng ta sống không có tử tế với ông bà tổ tiên mình, thì làm sao chúng ta có một cái phước báo tốt đẹp được? Ta chỉ nhận toàn nghiệp báo thôi. Rồi dưới thời của ông Gia Long Nguyễn Ánh thì chúng ta có một cái nhân vật rất là nổi bật. Thì các anh chị biết Gia Long Nguyễn Ánh, ông lập quốc xong, ông khôi phục lại là Tây học phát triển ở đất nước chúng ta. Ông thực hiện các thể chế nó giống như các thể chế liên bang mà Hoa Kỳ đang thực hiện bây giờ đó, mà nó gọi là dùng các vương quốc tự trị, các vương quốc tự trị, vương quốc của người Phun Ro ở Tây Nguyên, vương quốc của vương quốc Bắc Sắc của quê tôi ở miền Tây đó, tức là kéo dài từ Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, vương quốc Bắc Sắc, rồi là một cái vương quốc khác nữa ở cái vùng ốc eo á, là An Giang á các anh chị. Tức là có những cái vùng tự trị nó tồn tại dưới cái thời ông vua Gia Long, một cái thể chế chính trị cởi mở vậy đó. Rồi cái Trấn Hà Tiên của nhà Mạc cũng được quy chế tự trị. Rồi một số khu vực khác cũng được quy chế tự trị mạnh, họ mở cửa, họ giao thương với phương Tây, Tây học phát triển. Tuy nhiên như chúng tôi đã nói đó, thì các anh chị biết là ông Gia Long chỉ được thực hiện ở đời ổng là đất nước chúng ta được Tây học phát triển, được giao thương thôi. Sau đó thì coi như xong. Dưới thời của ông Gia Long thì có một nhân vật người ta hay gọi là Cha Cả, các anh chị. Lăng Cha Cả ở đường Cộng Hòa đó, cái dòng xây Lăng Cha Cả ở đường Cộng Hòa Sài Gòn đó các anh chị. Cha Cả còn gọi là Cha Bá Đa Lộc là một nhân vật hết sức hỗ trợ cho vua Gia Long Nguyễn Ánh. Ổng là người Pháp, một linh một người Pháp. Ổng hết sức hỗ trợ cho mối bang giao của Pháp với nhà Nguyễn. Và ổng là một trong những người tích cực truyền bá. Ổng còn soạn cả từ điển. Ổng còn là một trong những nhà văn, truyền bá văn hóa phương Tây vào Việt Nam. Rất sớm hay không? Rất sớm. Nhưng mà bây giờ các anh chị thấy Lăng Cha Cả, bây giờ cái dòng xây chỗ Cộng Hòa là nó thành cái trái địa cầu cho bá lửa gì là đúng không các anh chị? Rồi treo cờ đảng, treo cờ cờ tỉnh Phúc Kiến, cờ đỏ sao vàng Phúc Kiến Trung Quốc lên. Các anh chị đó, bây giờ rất là nhiều người Sài Gòn không biết Lăng Cha Cả. Cha Cả nằm ở đâu, không biết. Không biết. Mà thậm chí họ cũng không biết Cha Cả là ai, không biết Cha Bá Đa Lộc là ai. Nhà thờ Đức Bà ở quận nhất các anh chị, nhà thờ Đức Bà là một trong những công trình rất đẹp đúng không ạ? Thì phía trước nhà thờ Đức Bà ngày trước nó không phải là tượng của Đức Mẹ, không phải là tượng của Đức Mẹ mà là tượng của Cha Cả Bá Đa Lộc nắm tay một cậu bé nhỏ vậy, nắm tay cậu bé nhỏ vậy, là mặc quốc phục, tức là mặc áo dài của chúng ta, áo dài khăn đóng đó. Nắm tay một cậu bé nhỏ mặc quốc phục, Cha Bá Đa Lộc nắm tay ai các anh chị biết không? Cái tượng đó nắm tay Hoàng Tử Cảnh, là con của vua Nguyễn Ánh, vua Gia Long Nguyễn Ánh. Hoàng Tử Cảnh là con nuôi của Cha Bá Đa Lộc. Hoàng Tử Cảnh là người theo Tây học, rất là giỏi tiếng Anh và tiếng Pháp, đi du học ở phương Tây.
Hoàng tử Cảnh là một trong những người đầu tiên, là người đầu tiên, là nhân vật hoàng gia, là chính trị gia, có thể gọi là chính trị gia, hoàng tử là chính trị gia đó chị. Là chính trị gia đầu tiên của Việt Nam được tiếp kiến Tổng thống Mỹ. Cho tới bây giờ, nói thiệt, những ông chính trị gia của Cộng sản, những ông Tổng Bí Thư hay là Chủ tịch nước hay là Thủ tướng của Cộng sản mà muốn gặp Tổng thống Mỹ bây giờ, thời điểm bây giờ, khó dàn trời mây, khó dàn trời mây, phải tạo cái sự kiện gì đó, có cái lý do gì đó thì mới gặp được, chứ không có ngẫu nhiên, sắp hèn, sắp lối rồi mới gặp được. Còn trong khi Hoàng tử Cảnh là được tiếp kiến, họ chủ động tiếp kiến Tổng thống Mỹ rồi các anh chị. Thì cái tường đó bây giờ cũng bị đập bỏ rồi các anh chị. Thành ra đâu ai biết cha cả là ai, đâu biết Hoàng tử Cảnh là ai, không biết. Thậm chí thì Gia Long, công trạng của ổng người ta cũng không biết lại luôn. Thành ra quay trở lại, cha cả Bác Đà Lộc là một trong những người đặt nền móng văn minh cho Việt Nam chúng ta, cho đàn trong của chúng ta. Mà bây giờ con cháu chúng ta muốn văn minh không? Chúng ta muốn cường thịnh không? Chúng ta muốn tự do nhân bản không? Chúng ta muốn được như phương Tây không? Muốn mà những người có công với văn minh, đặt nền móng cho văn minh, cho dân tộc chúng ta không nhớ, chúng ta không biết, chúng ta đập phá, chúng ta xóa sổ lăng của họ, còn đập phá và xóa sổ nữa, tượng của họ còn đập phá xóa sổ nữa. Thì chúng ta làm sao mà được văn minh, tự do và nhân bản, đất nước làm sao được cường thịnh, phải không các anh chị? Những ngày thiêng liêng chuyển giao trời của trời và đất như Tết, chúng ta không biết gì về họ, cho nên chúng ta được hưởng một cái Tết thái bình mà chúng ta không nhớ ơn những người dày công đi để gây dựng nên mảnh đất này, gây dựng nên tổ quốc này, thì thua rồi, phải không các anh chị? Rồi nhân vật khác cũng gắn liền, với đàn trong miền Nam, đó là Tả Quân Lê Văn Duyệt. Tôi biết có một số người, những cô dì chú bác lớn tuổi là biết Tả Quân Lê Văn Duyệt. Nhưng mà rất tiếc là cỡ thế hệ như tôi với thế hệ 9X là lại rất ít người biết về Tả Quân Lê Văn Duyệt. Mà đây là điều rất đáng tiếc. Chúng ta biết Lăng Ông Bà Chiểu, phải không các chị? Lăng Ông Bà Chiểu cũng gần gần Cộng Hòa thôi. Chợ Bà Chiểu, xéo xéo một chút có Lăng Ông. Lăng Ông đó là lăng của Tả Quân Lê Văn Duyệt đó các anh chị. Nhưng mà các anh chị biết, nó có hai lý do. Lý do thứ nhất là Tả Quân Lê Văn Duyệt là người phò Nguyễn Ánh để đánh lại Tây Sơn, đánh lại Quang Trung, Nguyễn Huệ. Đó là lý do thứ nhất. Là một trong những người dày công giúp cho Nguyễn Ánh khôi phục lại Dương Triều, nhà Nguyễn và giúp cho đất nước chúng ta thống nhất. Lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là ông Tả Quân Lê Văn Duyệt này là ổng có cái tư tưởng tự do cởi mở. Ổng, các anh chị biết Thành Gia Định, Thành Gia Định là Sài Gòn bây giờ đó, các anh chị, Sài Gòn Chợ Lớn đó. Rồi là Trấn Biên Hòa đều nằm ở trong cái vùng của Tả Nguyên Quân Lê Văn Duyệt quản lý. Trấn Hà Tiên, tức là An Giang á, An Giang rồi Hà Tiên, Kiên Giang, đó là nguyên cái vùng, nó cũng nằm trong cái vùng của Tả Quân Lê Văn Duyệt quản lý. Rồi Trấn Tây Thành, tức là Nam Ven hay còn gọi là Phnom Penh, là bên Campuchia đó, cũng nằm trong vùng của Tả Quân Lê Văn Duyệt quản lý. Tức là cả một cái dãy đất rộng lớn là nằm trong vùng của ông quản lý. Thành ra cái tính khí của ông rất là mạnh mẽ, rất là ngang tàn. Đầu óc ông thì cởi mở, tự do. Tất cả các trấn ông quản lý đều mở cửa giao thương với phương Tây, không có chơi theo kiểu Nho Khổng đóng cửa rồi tự ăn cướp của dân nghèo để làm giàu cho mình. Không có, mở cửa để buôn bán để giàu. Mà Lân Ben các anh chị biết rất là nhiều lần, quân Sim, quân Cam, quân Lào, quân Miến, nó tham gia, thậm chí là cướp biển, nó đánh là ổng trực tiếp hoặc là gián tiếp chỉ huy là đánh dẹp hết. Các anh chị ở miền Tây, ở An Giang, các anh chị đi Châu Đốc, các anh chị biết cái kinh đào Vĩnh Tế, biết cái giai thoại về tướng Thọ Ngọc Hầu, bà Vĩnh Tế là vợ của Thọ Ngọc Hầu, họ đều là dưới trướng của Tả Quân Lê Văn Duyệt hết. Cái kinh đào Vĩnh Tế chính là cái kênh để ngăn không cho thổ phỉ nó tấn công vùng đất Châu Đốc. Các anh chị, và đó cũng là một trong những cái kinh đào bằng sức người đầu tiên của người Việt chúng ta thực hiện được để đổ ra miền Tây, để đổ nước ra miền Tây á các anh chị, dẫn nước ngọt hóa nguyên cái vùng rất là rộng lớn, vùng tứ giác Long Xuyên rất lớn lắm. Thì các anh chị biết
Tả quân Lê Văn Việt có công lớn như vậy đó, nhưng mà lý do thứ nhất là chống nhà Tây Sơn Nguyễn Huệ, lý do thứ hai là những sử gia cộng sản là thổi Tây Sơn Nguyễn Huệ lên rất là cao, tại vì họ giống cộng sản, là nông dân đứng lên tạo phản để giành chính quyền, để cướp chính quyền, giống cộng sản không anh chị, đúng không ạ? Đúng không ạ? Thành ra thổi lên thì phải dìm dập những người như là Tả quân Lê Văn Việt. Tại nếu không dìm dập Lê Văn Việt, cho con cháu mà tìm hiểu được Tả quân đó, thì người ta biết ngay là cái bọn Tây Sơn Nguyễn Huệ là cái bọn phản loạn, cái bọn ăn cướp, cái bọn mà tự nhiên miền Nam của tôi đang sống vào mà tự nhiên ai mượn vào đang cướp, thì sẽ biết được sự anh hùng ngang tàn của dân Nam trong bóng dáng của Tả quân anh hùng Lê Văn Việt. Thì biết là tại sao suốt một thời gian rất là dài, đặc biệt là 20 năm dưới triều đại của Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam Cộng Hòa vẫn có trại Quang Trung, vẫn có đường Quang Trung, nhưng mà lăng của lăng ông Tả quân Lê Văn Việt là một trong những nơi hễ cứ mùng một Tết là người dân đô thành đến đó để hành hương, đến đó để cúng viếng, để cầu cho Thái Bình. Ổng là biểu tượng của miền Nam Thái Bình. Lê Văn Việt là biểu tượng của miền Nam Thái Bình. Trong khi bây giờ con cháu cả tôi thôi thì người ta không biết lăng ông là lăng ông nào rồi đó. Hầu hết luôn, tôi không nói tất cả hay cái gì, không biết lăng ông là lăng ông nào thì còn gì biết tự hào về dân tộc mình là cái gì, làm sao biết miền Nam, làm sao biết Đàn Trong, làm sao biết tiền nhân của mình mạnh mẽ như thế nào, hùng mạnh như thế nào, làm sao biết sự chính nghĩa và chính khí của dân miền Nam ở đâu. Mà nhiều khi Tết người ta lại bị dắt mũi dồn vô kỷ niệm về Quang Trung Nguyễn Huệ, đống đa Thăng Long, 29 vạn quân Thanh gì đó, những con số đó là dốc láo đó, những thứ đó là dốc láo đó. Toàn là nó dốc nó láo để mị dân và ngu dân đó. Thậm chí rất rất buồn, thậm chí có một số người lớn tuổi cũng bị dẫn dắt mị dân và ngu dân. Thậm chí các anh chị biết ở bên Mỹ người Việt của mình còn xây tượng Quang Trung nữa kìa các anh chị. Nghĩ tới những điều này rất rất là đau lòng, rất rất là đau lòng. Nhưng biết làm sao được các anh chị, dân tộc của chúng ta bị cái nghiệp, không thể thay đổi được điều này. Đó. Rồi.